Là nhớ CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tốn và Chuyện, và mình là Quý Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này mình sẽ tiếp tục review về những tập truyện gì ha. Trong tuần này ha, chúng ta sẽ có rất là nhiều bộ truyện, rất là nhiều chuyện chúng ta thấy đáng mong chờ nha các bạn. Một cái gọi là combo quá trời nhiều luôn. Chúng ta có Kỳ Án Siêu Nhiên tập 8 nè, Phòng Huyết Kế Khai Hiên Lập Địa tập 2 nè, Blue Barrier tập 11 phiên bản đặc biệt nha các bạn, được đăng cái textbook. Rồi Hánh Hạch Ra Vê tập 4 nha các bạn, tập 3 James series Ali in the Bar tập 4 Giả Ngoại Hỉnh Hỉnh Hơi các bạn, Giả Ngoại Hỉnh Hơi tập tập 8 nha, được tặng kèm bút kẹt ngoài đấy. Học Viện Siêu Hồn Variantes tập 6 nè, 66 Satan tập 9 nè, One Sportsman tập 23 nè các bạn, Lớp Học Rùng Rợn tập 9 nha các bạn. Tập 9 này chúng ta sẽ không có quà nha, tập chẳng chúng ta mới có quà. Yu-Gi-Oh! GX tập 6 nè, rồi Kaguya Cuộc Chiến Tổ Tình tập 11, tập 12 Học Viện Siêu Anh Hùng phiên bản Limit nha các bạn. Đây rồi Chainsawman tập 7, Chú Hột Hồi Chiến tập 10 phiên bản thường nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 20 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình. Các bạn được tự chọn nha, một cuốn bất kỳ mình sẽ tặng cho 20 bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập truyện tiếp theo, đó chính là Thánh Thạch Rayway tập 3 nha. Thì đối với tập này chúng ta được tặng kèm bút mát này, rất là đáng yêu và dễ thương nha, đáng yêu dễ thương các bạn. Đó chính là hình bìa ngoại của mình. Thì bìa ngoại của mình được tặng thêm đó là một cái bìa áo, bìa áo được gắn bóng. Đây là bìa áo của tập 3 Thánh Thạch Rayway nha các bạn. Tập 3 giá vẫn là 30.000, giá vẫn 30.000 ha, nó vẫn rẻ hơn Wok và Holoc tới là 35.000 nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có nội dung bên trong, in được in trên giấy shop bình thường thôi nha các bạn, nội dung cũng khá là ổn áp nha. Thì cái bộ truyện này được làm lại đấy, được xuất bản lại, tên cũ nó là Hành Gươm Biến Hình đấy các bạn. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hit phía dưới nha. Và hãy nhớ số hit từng ngày của mình là 494. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.